Một ngày đi làm của Hiền thì thường bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 sáng. Anh ơi, chứ khoảng có xe đó là anh. Vào lúc 6 giờ 30 sáng thì Hiền rời khỏi nhà đến nhà khách sạn để đón khách. Ngoài loa đeo tay, chiếc thẻ hướng dẫn viên rất quan trọng thì cả mà Hiền không thể nào thiếu đó là tà áo dài tím của xứ Huế và chiếc nón lá. 347 thế nào đúng không? Phương tiện trong buổi sáng của đoàn Hiền rất là tuyệt vời luôn. Đó là đoàn của Hiền được di chuyển trên một cái chiếc thuyền rồng rất là đẹp. Khi mà xuôi dòng sông Hương ấy, thì mọi người sẽ được ngắm cảnh ở hai bên bờ sông rất là đẹp. Ngày hôm nay thì một buổi sáng rất là đẹp, thời tiết mát dịu và nó không quá nóng. Thì không khí buổi sáng nó rất là trong lành, rất là thơ mộng, rất là trữ tình và đoàn của Hiền rất là thích thú. Và đến với điểm đầu tiên thì khoảng lúc là 8 giờ, tức là khoảng gần một tiếng đồng hồ cho cái việc di chuyển ở trên thuyền. Rồi, công an các bạn xuống xe, xuống thuyền nha, mình chỉ đi khoảng 10 mét thôi là mình tới nhà rồi. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì đoàn của Hiền đã đến tham quan hai ngôi làng tại Huế, hai ngôi làng truyền thống của Huế. Thứ nhất đó là về làng Sình, xem tranh làng Sình. Điểm đến thứ hai của đoàn của Hiền đó là đi đến làng hoa giấy Thanh Tiên. Và tại đây thì đoàn của Hiền sẽ có một cái chương trình trải nghiệm làm hoa giấy rất là thú vị. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xuất phát về cái chặng hành trình thứ hai trong cả ngày hôm nay. Thì như vậy người dân ở phía sau này. Và buổi chiều thì đoàn của Hiền có một cái chương trình trải nghiệm khác, không phải là dịu dàng, không phải nhẹ nhàng như hai cái ngôi làng buổi sáng mà đoàn của Hiền đi, mà buổi chiều thì mọi người sẽ được lên đinh trên đầm chuồng trên phả Tam Giang. Rồi, là người theo bên này vào đây thì Hiền sẽ giới thiệu với cái hệ thống đầm phá Tam Giang câu hai này cho cả hai chưa được biết. Và Hiền sẽ bắt đầu giới thiệu, thứ nhất là mình sẽ giới thiệu về cái hệ thống đầm phá Tam Giang câu 2. Và mọi người, Hiền cảm giác là mọi người rất là chú ý để lắng nghe những cái câu chuyện. Nó có phần truyền thuyết nhưng mà nó rất là thực tế, vì mọi người đang chứng thực ngay tại đó luôn. Bây giờ mình gọi ngay cái câu là sờ trướng nhà hồ sờ phá Tam Giang. Thì bây giờ người ta sẽ nổi tiếp là phá Tam Giang ngày rầy đã càng, trướng nhà hồ nồi tảng cẩm nghiêm. Cái kênh ở đây thì nó chỉ to bằng khoảng hai ngón tay này thôi. Và khi mà nấu cái bọc cái kênh này lên á, là người ta ăn là ăn cái bộ lông của nó rất là ngon. Bác lấy nấu. Wow. Đoàn của mình đã được thưởng thức một buổi chiều hoàng hôn trên phá Tam Giang. Cái màu trời nó hạ xuống màu hoàng hôn rất là đẹp, đoàn cũng rất là thích thú. Và khi mà nắng đã tắt, đoàn mình cũng đã no bụng rồi. Thì đoàn của mình lên lại thuyền để mà về lại nhà xe ô tô.
Tour của ngày hôm nay thì chưa phải là cái tour dài nhất đâu. Tour dài của Hiền thì thường thì là 4 ngày, 5 ngày, dài nhất có đến là 7 ngày. Tour hôm nay thì chỉ có một ngày thôi. Và rất còn may mắn là tối nay vẫn được ăn cơm cùng với cả nhà và được ngủ tại nhà của mình. Hiền về thảo nhà thì khoảng là hơn 9 giờ rồi. Về đến nhà cũng hơn 9 giờ. Về đến nhà thì rất là bất ngờ bởi vì ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với bản thân của Hiền, đó là ngày sinh nhật của Hiền luôn. Và rất là bất ngờ là khi vì mình nghĩ là mình đi làm cả ngày mà thì trong nhà ai cũng đi làm hết, chắc chắn là cả đoàn cả nhà sẽ ăn cơm rồi đi ngủ bình thường thôi. Thì khi mà Hiền về nhà thì thấy rất là bất ngờ, đó là mẹ Hiền đã bưng một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ, nhỏ thôi, và trên bánh kem thì là có ghi chữ là Happy birthday my love. Nem nem, nem nem là tên ở nhà của Hiền. Còn My Love thì chắc chắn đây là cái bánh kem mà do chính ông xã của Hiền mua, bởi vì chỉ có ông xã mới ghi chữ My Love thôi. Thực ra thì chỉ là một bữa sinh nhật nhỏ nhỏ và mọi người ngồi ăn cùng với trong một cái mâm cơm, cũng không phải là quá nhiều những cái món ăn như là một buổi tiệc sang trọng mà chỉ là những cái món ăn thường ngày thôi. Cảm thấy là rất là ấm cúng, rất là hạnh phúc. Hiền đi tour đến năm nay là năm thứ 7. Và đây là lần sinh nhật đầu tiên được được tổ chức ở nhà có ba mẹ sau 7 năm đi. 6 năm còn lại là không có ở nhà, năm nào cũng đi hết. Giờ nhớ lại thấy hơi buồn buồn. Nhớ là lúc đó là Hiền học lớp 4, thì Hiền được trường cho đi dã ngoại tại Lăng Vua từ Đức. Bên trường đã mời một cô thuyết minh viên tại tại Lăng. Thì khi mà cô thuyết minh viên đó ra giới thiệu cho mọi người trong đoàn hiểu ấy, thì lúc đó Hiền giống như là Hiền bị hợp hồn luôn. Hiền ngưỡng mộ cô vô cùng và Hiền nghĩ ôi trời, cô lại vừa đẹp này, vừa xinh này, và nói rất là hay. Và Hiền giống như bị lôi cuốn vào từng câu từng chữ, vào cái giọng nói của cô luôn. Và lúc đó tự nhiên mình gieo mầm cho mình cái ước mơ đó là sau này mình sẽ trở thành một hướng dẫn viên. Bà Hiền khi mà nghe Hiền nộp đơn vào du lịch đó, thì bà Hiền có nói một câu là nếu mà con học ngành du lịch, con làm hướng dẫn viên thì xem như là bà mất đi đứa con này luôn. Bà nói như vậy làm mình rất là buồn, làm Hiền rất là buồn. Đó là khi mà Hiền về nhà Hiền học bài á, Hiền không phải là vào phòng học nữa, Hiền ngồi ngay ngoài nhà luôn. Mình mời ba mình, ba ngồi ở bàn, ba nghe con nói có được không, và mình làm theo cái cách đó. Và dần dần thì sau đó là ba bắt đầu đã ủng hộ mình. Và sau này thì những cái chuyện tour của mình mà cần người đưa đón khi mà mình chưa lấy chồng thì ba lại là người đưa đón mình. Và thậm chí cho đến bây giờ những khi mà anh xã mình bận thì ba vẫn là người đưa đón mình đi, dù đó là sáng sớm tinh mơ hay là 12, 1 giờ sáng ba cũng đều đi đón mình. Ngày trước á, ngày trước khi mà chưa làm cái công việc hướng dẫn viên này á, thì Hiền rất là rụt rè, rất là hay xấu hổ. Còn khi mà mình đã làm hướng dẫn viên rồi thì hầu như là mình đã thay đổi hoàn toàn bản thân con người của mình, vẫn giữ cái tính cách của một người con gái Huế, nhưng mà mình có phần hoạt ngôn hơn, mình vui vẻ hơn, mình hài hước hơn, để nó phù hợp với tính chất của công việc nghề nghiệp. Hay là nói một cách khác hơn á, là chính nghề nghiệp đã thay đổi cái bản thân của Hiền. Mình nghĩ là để theo đuổi một cái đam mê thì thường mình sẽ có cái sự hy sinh. Cái điều mà không đón sinh nhật chung với gia đình trong ngày quan trọng đó thì nó là một phần nhỏ so với những cái hy sinh mà mình bỏ ra để mình theo đuổi cái đam mê này. Nhưng mà cái gì thì nó cũng sẽ có cái giá của nó hết đấy. Đối với công việc này thì khi mà mình tìm hiểu về cái công việc này lúc nhỏ thôi á, thì mình chỉ mới là vì nhờ nhờ coi như là người thổi lửa cho mình. Nhưng mà khi mình lớn thì mình mới biết được cái công việc này nó rất là ý nghĩa. Cái thứ nhất đó là mình hiện là người Huế, rất là yêu Huế luôn,
Và khi những cái vị khách phương xa đến Huế thì mình sẽ giới thiệu những cái hình ảnh Huế, những cái nét văn hóa Huế, những cái nét truyền thống của Huế cho mọi người được tìm hiểu về vùng đất cố đô và rộng ra hơn nữa là miền Trung hay là cả Việt Nam của mình. Tức là mình muốn đem cái hình ảnh quê hương của mình quảng bá đến du khách mọi miền. Thì đó có lẽ là tình yêu quê hương đã thôi thúc cho cái niềm đam mê của mình. Mình thấy đây là một công việc ý nghĩa. Ý nghĩa cho bản thân, ý nghĩa cho mọi người. Và theo cái công việc ý nghĩa này thì nhờ vào cái gọi là đam mê. Vì đây là một công việc, nếu như chúng ta không có đam mê mà thì chúng ta sẽ không bao giờ theo được ngành. Và khi đã thực hiện thành công cái đam mê của mình, tức là đã biến giấc mơ thành hiện thực, đã biến đam mê thành hiện thực, thì đó là hạnh phúc. Ý nghĩa, đam mê và hạnh phúc.